ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh Vấn đề Thế giới. Và tôi là Văn Quỳnh, người sẽ đồng hành cùng với vị chủ đề ngày hôm nay. 400.000 quân dự bị chuẩn bị xung trận Nga mở mặt trận thứ hai. Các nguồn tin từ truyền thông phương Tây cho biết Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự lớn ở Ukraine với nhiều hướng tấn công mới từ phía Bắc, phía Đông, Đông Bắc và phía Nam để gây sức ép toàn diện đối với lực lượng vũ trang Ukraine, đánh sập sự tự tin của chính quyền Kiev. Ngoài các mặt trận đang mở ở phía Đông, Đông Bắc và phía Nam, các nguồn tin của phe đối lập Belarus đã chỉ ra một dấu hiệu đáng ngờ. Đó là việc chuyển các máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đến căn cứ không quân Baranovichi có thể dẫn tới khả năng Moscow mở mặt trận thứ hai từ phía Bắc chống lại Kiev từ Minsk. Tại sân bay Baranovichi, hiện nay có hai máy bay trinh sát, khoảng 4 tiêm kích Su-30SM và số lực lượng trực thăng vận tải và trực thăng tấn công Mi-8, Mi-24 của lực lượng vũ trang Nga Bên cạnh đó, Moscow vẫn đang đẩy mạnh cuộc tấn công ở khu vực Kharkov. Các đơn vị Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả vào các kho hàng hóa điểm tập trung thiết bị quân sự. Ở tuyến sau của lực lượng vũ trang Ukraine hỗ trợ nhóm quân ở Kharkov, nhà quan sát quân sự Gennady Alekhin, người sinh sống ở vùng group đã đưa tin về vụ phá hủy một trung tâm mua sắm ở khu dân cư Stanstovsky của Kharkov, nơi quân đội Ukraine trưng dụng làm kho chứa tên lửa và đạn dược. Theo giới truyền thông phương Tây và Kiev, Moscow còn đang tập trung lực lượng ở cả ba hướng gần biên giới thuộc các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk. Giới chuyên gia quân sự từ Kiev cũng cho rằng lực lượng vũ trang Nga đang chuẩn bị cho một bước đột phá sâu hơn lãnh thổ Ukraine. Theo đó, một nhóm lớn quân Nga đang tập trung ở vùng Raivorons, Borisovskaya, Prolezdarsky của vùng Belgorod. Từ điểm tập trung binh lực này, lực lượng vũ trang Nga có thể tấn công Reinochevsk và Bogodukov về phía tây bắc Kharkov hoặc về phía tây đến các khu dân cư dọc theo đường cao tốc P-45 nối Bogorodukov và Sumy, hoặc có thể Nga sẽ mở hai mũi tấn công theo cả hai hướng này. Ngoài ra, Liên bang Nga đang tập trung quân ở dọc biên giới hai tỉnh Kursk và Bryansk gần khu vực Sumy và có thể tập trung binh lực thành gọng kìm tấn công vào vùng Sumy. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng giàn trải lực lượng của quân đội Ukraine. Nhưng đây vẫn chưa phải là một chiến dịch quân sự lớn. Cuộc tấn công tổng lực vào Kharkov và Sumy sẽ bị hạn chế cho đến khi Nga tăng viện thêm binh lực. Trong bối cảnh đó, cựu phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine là Trung tướng Igor Romanenko đã đưa ra tuyên bố gây sốc là Nga đang hoàn thiện việc hình thành một lực lượng dự bị để sử dụng trong giai đoạn quyết định của cuộc tấn công với tổng số quân lên tới 400.000 binh sĩ. Trong đó, Nga hiện đang tập trung ở Kharkov tới hơn 50.000 quân, ở hướng Kharkov trong đó 35.000 người đang chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine và 15.000 còn lại vẫn đang áp sát biên giới. Sự tích tụ binh lực của Nga cũng ngày càng tăng ở Sumy với hai điểm tập trung binh lực lớn tương đương với Kharkov. Theo viên tướng này, Nga đã hình thành lực lượng dự bị đủ mạnh với tổng số 14 sư đoàn, 16 lữ đoàn để có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công được dự kiến vào đầu tháng 6. Tiêm kích F35B của Mỹ lao xuống đất cháy rụi. Tiêm kích tàng hình F35B Mỹ rơi bên ngoài sân bay ở bang New Mexico bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn. Tai nạn xảy ra ngoài sân bay quốc tế Sunport ở thành phố Albuquerque, thuộc bang New Mexico của Mỹ chiều 28 tháng 5, tức sáng 29 tháng 5 theo giờ Hà Nội. Quan chức lầu năm góc nói rằng phi cơ gặp nạn là tiêm kích tàng hình F35B mới xuất xưởng đang bay từ nhà máy của Lockheed Martin đến căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ để bàn giao tiêm kích tàng hình F-35B bị rơi sau khi dừng chân nạp dầu ở căn cứ không quân Kirland, phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn. Chúng tôi sẽ tiến hành quy trình điều tra phù hợp. Tập đoàn Quốc phòng Mỹ Lockheed Martin cho biết, căn cứ Klen là một phần của sân bay quốc tế Sunport. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc F-35B đâm vào một quả đồi và bốc cháy dữ dội. Xe cứu hỏa sau đó phun bọt dập tắt ngọn lửa. Nhưng chiếc F-35B đã bị thiêu dụi hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa địa phương nói rằng phi công bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Hai dân thường cũng được kiểm tra y tế gần khu vực máy bay rơi nhưng không phải vào bệnh viện. F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng STOVL, cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường. Tuy nhiên, hệ thống STOVL công cành hơn khiến F-35B có tầm hoạt động và khả năng cơ động, thua kém biến thể F-35A của không quân và F-35C của hải quân. Ngoài thủy quân lục chiến Mỹ, một số quốc gia đồng minh của Washington cũng đặt mua và mang biên chế dòng F-35B. Tính đến cuối tháng 11 năm 2023 đã có ít nhất 16 tiêm kích F-35B của Mỹ và đồng minh gặp nạn, trong đó có nhiều chiếc bị phá hủy hoàn toàn. Ông Macron, Ukraine nên được phép tấn công căn cứ trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Macron nói rằng nên cho phép Ukraine vô hiệu hóa căn cứ quân sự của Nga song nhấn mạnh Kiev không được tấn công mục tiêu dân sự. Chúng tôi nghĩ nên cho phép họ vô hiệu hóa các căn cứ quân sự được sử dụng để phóng tên lửa và tấn công Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói trong cuộc họp báo chung ngày 28 tháng 5 với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở thủ đô Berlin. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không nên cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu khác ở Nga, đặc biệt là cơ sở dân sự. Tổng thống Pháp từ chối bình luận về khả năng Pháp cử huấn luyện viên quân sự đến đào tạo binh sĩ Ukraine. Sau khi tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Shuzky thông báo các cuộc thảo luận về vấn đề này đang diễn ra. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Stor cho biết có các quy định về sử dụng khí tài viện trợ cho Ukraine và điều này phải nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Ông cũng lưu ý, Đức và Pháp đã cung cấp những loại vũ khí khác nhau phát biểu được đưa ra khi ngày càng nhiều bên kêu gọi cho phép ukraine sử dụng vũ khí tầm xa phương tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ nga tuy nhiên vấn đề này đang khiến đồng minh của ukraine bị chia rẽ đức và mỹ hai nước viện trợ quân sự hàng đầu cho ukraine không muốn cho phép kiev dùng vũ khí phương tây tấn công vào nga vì lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với moscow dòng điệu gay gắt hơn của lãnh đạo pháp đối với nga là nguyên nhân khiến quan hệ giữa tổng thống macron và thủ tướng cho trở nên căng thẳng trong chuyến thăm của ông Macron, hai lãnh đạo tìm cách thể hiện sự thống nhất và nhấn mạnh rằng họ đã đạt đồng thuận về loạt vấn đề. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky coi việc phương Tây hạn chế sử dụng vũ khí là không công bằng vào thời điểm Ukraine đang vật lộn để ngăn chặn chiến dịch của Nga ở Kharkov. Ông gần đây liên tục thăm các nước châu Âu để vận động ủng hộ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28 tháng 5 cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phương Tây hiện không có sự đồng lòng nhất trí trong vấn đề này. Hàn Quốc tối Triều Tiên thả hàng trăm khí cầu chở rác qua biên giới Quân đội Hàn Quốc ngày 29 tháng 5 cho biết, Triều Tiên đã thả hơn 150 quả khí cầu chở rác qua biên giới Liên Triều sau khi nước này cảnh báo về hành động ăn miếng trả miếng đối với các truyền đơn được các nhà hoạt động Hàn Quốc gửi sang nước này. Hãng Yonhap dẫn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JCS Hàn Quốc cho biết, kể từ tối qua, các khí cầu đã vượt qua biên giới và rơi xuống nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Hàn Quốc. Có quả bay xa tới tận tỉnh Nam Gyeongsang và làm vung vải rác thải khi rơi xuống đất. Một quan chức JCS cho biết, các khí cầu rơi dường như mang theo nhiều loại rác thải như chai nhựa, pin, giày cũ và thậm chí cả phân bón. Quân đội Hàn Quốc đã thu nhặt các vật thể để phân tích chi tiết. JCS ra thông báo có nội dung như sau. Những hành động đó của Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của dân thường. Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo Triều Tiên phải dừng ngay những hành động vô nhân đạo và thô tục này. Chủ nhật tuần trước 26 tháng 5, Triều Tiên tuyên bố sẽ rải giấy vụn và rác ra các khu vực biên giới nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động Hàn Quốc phát tán truyền đơn chống Bình Nhưỡng. JCS đã khuyến cáo người dân trong khu vực không chạm vào các đồ vật và báo cáo cho cơ quan quân sự hoặc cảnh sát gần đó nếu họ phát hiện ra chúng. Cơ quan này đồng thời cảnh báo những khí cầu trên có thể gây hư hại khi rơi xuống. Năm 2016, khí cầu Triều Tiên thả rơi xuống làm hư hại mái nhà và một phương tiện cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày